Thưa quý vị, những năm qua, Chi hội Phụ nữ 21 luôn là điểm sáng của phường Hải Châu 1, quận Hải Châu trong các hoạt động phong trào. Đó cũng là nhờ vào sự khéo léo trong công tác vận động, tập hợp hội viên phụ nữ tham gia xây dựng và phát triển phong trào hội của chị Nguyễn Thị Kim Dung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 21. Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ An toàn cho ngôi nhà bạn được chị Nguyễn Thị Kim Dung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 21, kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ tổ chức vào đầu tháng 3 năm nay. Các thành viên tham gia khá đông đủ, đúng giờ và sôi nổi thảo luận theo chủ đề được đề cập. Đây là câu lạc bộ được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu 1 thành lập từ cuối năm 2019 để các chị em phụ nữ có điều kiện giao lưu, tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ về các vấn đề liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình. Bên cạnh tổ chức các buổi sinh hoạt, chị Dung cũng thành lập địa chỉ thân thiện để chị em thuận tiện đến chia sẻ hoặc tìm hiểu các vấn đề liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình, chống xâm hại trẻ em. Trong cái việc mà hình thành câu lạc bộ rồi phát triển cái hội viên của câu lạc bộ thì chúng tôi luôn luôn là gần gũi với trẻ em. Còn về mặt hình thức sinh hoạt thì luôn luôn chúng tôi phải chủ động xây dựng theo mỗi một cái đợt sinh hoạt như thế thì chúng tôi tự xây dựng ra một cái nội dung và cái hình thức cho nó phù hợp với cái giai đoạn đó. Không chỉ sáng tạo trong các cách thức tổ chức hoạt động để thu hút hội viên tham gia, thúc đẩy các phong trào hội phát triển, chị Dung còn tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay thực hiện thành công các mô hình mà chi hội triển khai. Mới đây, chi hội đã ra mắt mô hình Đường Kiệt Văn Minh Sạch Đẹp tại Kiệt 123 Nguyễn Thị Minh Khai, với sự tham gia của người dân trong việc chung tay cải tạo, giữ gìn đường kiệt khang trang, sạch đẹp. Đây cũng là mô hình điểm sẽ được Hội Phụ Nữ Phường chọn nhân rộng trong thời gian tới, nhằm hưởng ứng cuộc vận động ba hơn, sạch đẹp hơn, an toàn hơn, văn minh lịch sự hơn, giai đoạn 2021-2025 của quận ủy Hải Châu triển khai. Sau khi là chi hội phụ nữ phát động là cái kiệt là văn minh sạch đẹp, thì bà mà thắng mình thấy là cũng rất vui. Nhân dân trong tổ đã đều đồng tình và giữ gìn vệ sinh chung để cái hẻm càng ngày càng đẹp hơn. Chị Nguyễn Thị Kim Dung là chi hội trưởng phụ nữ 21. Thì phải nói là một trong những cái chi hội trưởng phụ nữ mà có cái năng lực, cái sự nhiệt tình và cái đầu tiên nhất á, để mà thực hiện tốt công tác dân vận là cái uy tín. Bởi vì bản thân chị là xuất thân á, từ là giáo viên, cho nên khi về hưu với những cái tâm huyết của mình, với những uy tín của mình và cũng những cái năng lực của mình là chị đã có những cái nhiệt tình trong cái công tác mà vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động của phong trào phụ nữ của địa phương. Với sự khéo léo, nhiệt huyết, những phong trào mà chị Nguyễn Thị Kim Dung triển khai trong thời gian qua luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư. Qua đó phát huy được sức mạnh đoàn kết, cùng chung tay thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.